Vâng ạ, xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình Nhịp đập thị trường. Chương trình được tổ chức thường kỳ vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 đến 17 giờ. Thì tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng ta, tôi xin giới phép tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du. Hiện anh là chuyên gia chiến lược giao dịch. Anh Du hiện đã có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh trong buổi ngày hôm nay nó sẽ hữu ích cho các anh chị nhà đầu tư khi mà chúng ta tham gia trên thị trường. Để anh chị có thể nắm rõ hơn về cái nội dung chính của chương trình thì Linh xin phép được điểm qua ba cái nội dung chính của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thì phần đầu tiên Linh sẽ đi vào điểm qua cái diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Tiếp theo thì anh Du sẽ đưa ra những cái quan điểm, chia sẻ về cái diễn biến thị trường trong thời gian tới. Và phần cuối cùng sẽ là phần Q&A, là các chuyên gia sẽ hỗ trợ để giải đáp cho anh chị những cái câu hỏi về thị trường hay cổ phiếu. Ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại cái câu hỏi về cổ phiếu ở trong phần chat. Tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp giúp ạ. Để vào bắt đầu chương trình thì Linh xin phép được điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì trong phiên dịch ngày hôm nay thì thị trường tiếp tục duy trì được một cái đà xanh xanh điểm khá là tốt trong phiên ngày hôm nay. Cụ thể chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức tăng hơn 6 điểm. Và trong phiên đã có những cái thời điểm mà chỉ số đã bị bán trở lại. Ví dụ như là 10 giờ sáng thì chỉ số đã bị bán ngược trở lại trong phiên sáng và sau đó thì được cầu vào và giúp cho thị trường hồi phục đóng cửa cao mức nhất trong phiên ngày hôm nay. Nhìn sang chỉ số VN30 thì anh chị sẽ thấy rằng là rõ ràng phiên ngày hôm nay chỉ số VN30 khỏe hơn rất nhiều so với VN-Index. Độ rộng của thị trường cũng được thể hiện cụ thể VN-Index thì chúng ta thấy rằng chỉ có 221 mã giảm. Trong đó chỉ có 187 mã tăng, 53 mã tham chiếu. Nhìn sang VN30 thì số lượng cổ phiếu tăng chiếm phần lớn. Ở đây chúng ta thấy là 24 mã cổ phiếu sắc xanh trong phiên ngày hôm nay, trong khi đó là có 6 mã giảm điểm. Nhìn qua về cái những cổ phiếu mà các nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong phiên ngày hôm nay thì ở đây anh chị thấy rằng là có 3 cái cổ phiếu lớn, trong đó có Maxan này, FPT, Gas, Sharp hay là Techcombank là những cổ phiếu mà đóng góp vào cái đà tăng cho thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu GVR và BVH hay Đạm Cà Mau là những cổ phiếu khiến cho chỉ số của chúng ta giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Thanh khoản của giao dịch của ngày hôm nay thì có phần giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Chính là cái phần màu vàng này chính là cái giá trị giao dịch của phiên ngày hôm nay. Còn phần xám là giá trị giao dịch của ngày phiên trước. Độ rộng thị trường trong phiên ngày hôm nay thì có phần hơi tiêu cực một chút khi mà cái số lượng cổ phiếu giảm điểm và tham chiếu chiếm quá bán. Trong khi đó số lượng cổ phiếu tăng thì chúng ta duy trì ở mức 35 đến 40%. Khối ngoại thì tiếp tục duy trì bán đà bán dọc trong phiên ngày hôm nay. Tập trung vào các cổ phiếu như Hòa Phát, Vinamilk. Các cổ phiếu trong nhóm VN30 hôm nay thì cho thấy một cái tín hiệu nó khá là tích cực. Đặc biệt là các cổ phiếu FPT, hôm nay có FPT có phiên tăng gần 5%. Hay các cổ phiếu như Sharp. Thì Sharp hôm nay cũng tăng lại trở lại 2,6%. Các cổ phiếu ngân hàng thì cũng duy trì được cái tín hiệu tích cực trong phiên ngày hôm nay. Masan cũng duy trì được đà tăng, hay là Vinamilk cũng duy trì đà tăng, chỉ có 6 mã cổ phiếu giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về cái diễn biến của thị trường sau cái phiên giao dịch hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là tuần này gần như là cái phiên này là phiên đóng cửa tuần, tức là 5 phiên liên tiếp thị trường đã duy trì được cái đà tăng trong cái tuần này. Khối lượng giao dịch cũng có sự cải thiện nhất định so với các phiên giao dịch trong tuần trước và hiện tại chỉ số đang tiệm cận cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó quanh vùng 1.370 đến 1.380 điểm. Và nhiều khả năng thì khi mà thị trường tiếp cận cái vùng giá này thì khả năng sẽ có những cái sự giằng co ở vùng giá này. Tuy nhiên thì cái diễn biến của thị trường trong những phiên giao dịch gần đây nó khá là tích cực khi các phiên nến tăng này nó liên tục nó xuất hiện và các phiên sau đóng cửa cao hơn các phiên trước. Khối lượng giao dịch thì
ở thời điểm hiện tại cũng khó có thể kỳ vọng được khối lượng nó sẽ sớm trở lại ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì với cái diễn biến giá tích cực trong tuần vừa rồi thì có thể hy vọng trong thời gian tới thì khối lượng sẽ sớm quay trở lại thị trường. Nhóm cổ phiếu dầu khí thì sau phiên giao dịch ngày hôm trước điều chỉnh nhẹ một chút thì các cổ phiếu đều có dấu hiệu hồi phục trở lại trong phiên ngày hôm nay. Các cổ phiếu cảng biển thì cũng duy trì được những cái tín hiệu tích cực phiên giao dịch ngày hôm qua và phiên giao dịch hôm nay tiếp tục duy trì được sắc xanh. Rồi Linh vừa đã điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm nay thì anh có thể chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư cái quan điểm của anh về thị trường sau cái phiên dịch hôm nay không ạ? Alo, xin chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người trong cái phiên dịch cuối tuần. Diễn biến thị trường thì dù không có cái quan điểm gì mới đâu. Sau cái đề vài tuần thì mình vẫn giữ quan điểm rất là lạc quan về thị trường thôi. Nhất là trong cái tuần vừa qua thì diễn biến thị trường đã có những cái phiên breakout qua cái kháng cự của mô hình tam giác rồi. Và có đến 5 phiên tăng liên tiếp, đây là một tín hiệu rất tích cực. Mặc dù thanh khoản thị trường thì nó cũng chưa mạnh đâu. Mà chúng ta coi cái tuần này là cái tuần gọi tăng trong nghi ngờ. Tại vì thường cái trạng thái thị trường sau một cái thời gian nó ảm đạm thì khi đi lên thì nó có thể tăng từ từ và duy trì nhiều phiên liên tiếp và dòng tiền cũng vào một cách nó thận trọng. Thì chính vì như thế thị trường nó chưa quá nóng, thực ra nó cũng tốt thôi. Tại vì nó sẽ luân phiên nhau, nó sẽ thay nhau dẫn dắt thị trường, nhất là các cái cổ phiếu lớn. Tâm lý dòng tiền nó sẽ đổ dần dần thị trường, nó không tạo sự hưng phấn quá và nó cũng không tạo những cú mà co giật mạnh. Thì cá nhân Du nghĩ cái trạng thái thị trường hiện tại là tích cực. Và như trao đổi các anh chị trong các bản tin trước, cá nhân Du vẫn đặt một cái kỳ vọng là 1.525-1.530 điểm ở những tháng cuối năm ấy, tại vì cái mô hình tam giác thì nó là tiếp diễn của mô hình tăng giá trước đấy và thường cái xác suất nó sẽ đi theo hướng tăng. Ngay cả trong lúc mà thị trường sideways thì Du cũng luôn đặt cái kỳ vọng về cái hướng tăng nó cao hơn. Và hiện tại nó đã breakout được cái kênh giá giảm từ tháng 6 đến tháng 8 rồi, thì nó chỉ có cái kháng cự nhẹ ở đâu đó 1.380 điểm vào tháng 8 này. Và cái kháng cự của tháng 6 là 1.425 điểm là kháng cự quan trọng hơn. Chúng nghĩ là trong tuần tới nó sẽ có cơ hội để test lại cái vùng 1.380 và cũng có thể sẽ tiến dần về ngưỡng 1.425 cái vùng đỉnh cuối tháng 6 ấy. Và quan điểm của Du thì hiện tại thì về mặt lý thuyết thì kỳ vọng là 1.530, nhưng rõ ràng chúng ta có một cái kháng cự rất lớn ở vùng 1.425, nơi mà rất nhiều cổ phiếu giảm mạnh đợt tháng 6 nhất của chúng ngân hàng ấy. Thì tạm thời chúng ta cứ đặt một cái kỳ vọng lên lại 1.425 đã, rồi chúng ta quan sát, chúng ta tính tiếp. Bởi vì từ nay tuần tới thì khoảng cách hiện tại đến đỉnh đấy nó vẫn còn đâu đó khoảng hơn 50 điểm đúng không ạ, khoảng 53 điểm. Có đủ thời gian để chỉ số vận động và điều chỉnh rồi dần dần đi lên cái ngưỡng đó. Mình vẫn duy trì quan điểm lạc quan thị trường thôi. Nếu mà nhìn theo các chỉ báo thì đến giờ này các chỉ báo kỹ thuật thì nó cũng rất đồng thuận cho cái việc tăng điểm rồi. Chỉ có khối lượng thôi, tức là chỉ cần đợi những cái phiên thanh khoản 21 hay 2.000 tỷ trở lên thôi. Hiện tại thì thanh khoản thị trường nó vẫn chưa quay trở lại mạnh mẽ như cách đây khoảng vài tháng. Thì đấy là cái điểm mà hơi trừ một chút. Nhưng mà cá nhân Du nghĩ là mọi thứ nó đang tích cực lên. Mình nhìn cả điểm số lẫn cái vận động của dòng tiền. Tại vì ngoài điểm số thì dòng tiền trên thị trường nó vẫn phân hóa tốt, vẫn nhiều cổ phiếu vượt đỉnh. Kể cả nhóm hàng, nhóm ngành vốn hóa lớn hay là mid cap hay là small cap. Về cơ bản thì Dung nghĩ là tuần tới triển vọng thị trường nó sẽ tích cực thôi, nó tích cực giống như tuần này thôi. Có lẽ nó sẽ có một chút cản ở đầu giữa tuần sau khi nó chạm vào cái ngưỡng 1.380, nhưng mà cái diễn biến nó sẽ dần tiến về cái vùng đỉnh cũ của tháng 6 thôi. Còn về mặt lý thuyết thì nó sẽ có xác suất vượt để lên lại 1.530 điểm, nhưng chúng ta cũng phải quan sát. Tại vì người thấy là trong vài tuần gần đây cái diễn biến của các chỉ số lớn của thị trường thế giới thì cái diễn biến nó rất là thất thường. Với những phiên tăng phiên giảm rất là thường, thật ra là chúng ta cũng không nên quá lạc quan. Cả các cổ phiếu của những, và các nhóm ngành, cá nhân Du thấy là như hôm nay thì có nhiều cái tín hiệu nó cũng tích cực. Ví dụ như FPT là cổ phiếu mà nó đã sideways đâu đó khoảng 2 tuần ấy, thì nó cũng bắt đầu vượt đỉnh đi lên. Thì cái diễn biến của FPT là rất là tích cực, tại vì cái việc đi ngang xong rồi tiếp tục đi lên nó cho thấy là cái tốc độ, cái đà tăng trưởng của FPT lại tiếp diễn. Và thường những cổ phiếu này thì nếu mà là mô hình nền phẳng thì nó hay kéo dài tối thiểu là 3 tháng, 6 tháng thì nó sẽ tăng bền vững hơn. Còn trường hợp FPT nó hơi ngắn, tức là cái thời gian kéo dài khoảng 2 tháng. Nhưng mà nó vẫn là xuống đi lên thôi, tại vì các cú vượt đỉnh thì nó sẽ giúp cổ phiếu đi lên. Còn các trường hợp khác, ví dụ như gas thì cá nhân Du vẫn duy trì quan điểm đâu đó quanh 115-116 sẽ là cái vùng kháng cự mà nó quan trọng và nó có thể có áp lực ở đấy. Tức là tuần tới nó sẽ chạm lên đấy. Thì quan điểm của mình về cổ phiếu này chắc vẫn là canh để chốt lời thôi, cho nó an toàn thôi. Thì
nó cũng đạt cái kỳ vọng của nhiều người rồi. Các trường hợp của các cổ phiếu khác thì nhất là của ngành ngân hàng thì dù vẫn đặt niềm tin vào Techcombank, vì mình vẫn đặt niềm tin vào một cổ phiếu ngân hàng lớn và có cái tầm ảnh hưởng, có vốn hóa lớn, có chất lượng tài sản rất là tốt. Và cái diễn biến của Techcombank trong những phiên gần đây nó cũng cho thấy là nó đang khá thuyết phục, tức là cái việc breakout qua cái kênh giá giảm từ tháng 6 đến nay, nó đang dần dần nhích dần lên, thì nó có một cái kháng cự giống như index ở vùng 55, 54.7 vào tháng 8, và cái kháng cự cũ là vùng 58. Nhưng Dung nghĩ nó sẽ dần dần nó tiến về cái vùng kháng cự đỉnh cũ của tháng 6 từ nay đến cuối năm thôi. Chẳng có cách đi nó như nào thì sẽ có phán đoán hơn, tại vì nó có thể đi lên rồi lại điều chỉnh, rồi lại đi lên tiếp, hoặc nó có thể tăng một mạch, thì cái đấy mình phải theo dõi định đó. Nhưng mà cái đích đến thì mình nghĩ là cái xác suất về lại cái đỉnh cũ từ tháng 6 là tương đối cao. Và những diễn biến của những phiên gần đây mọi người thấy là những cái phiên bán ra bắt đầu cung nó cạn dần, phiên bán thanh khoản bắt đầu thấp đi rồi. Trong cái đấy những cái phiên tăng thì thanh khoản tốt hơn. Và bắt đầu có những cái T3 mà người bắt đầu có lãi, T3 T4 có lãi. Đấy là cái tín hiệu tích cực của những cổ phiếu mà trước đây nó đang suy yếu. Thì khi cổ phiếu Techcombank lên thì cá nhân Dung nghĩ những cổ phiếu ngành ngân hàng khác thì nó sẽ có động lực để nó cùng nhau đi lên một chút. Thì bản chất thì nó vẫn là hồi phục thôi, nhưng khó có cái kỳ vọng của đỉnh ngay lúc này được. Tại vì rất nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng nó đã xuống quá sâu rồi, thì nó cũng chỉ là hồi phục và nó cũng tạo ra được cái điểm tựa thị trường đi lên. Các cổ phiếu ngành chứng khoán thì cá nhân Dung thấy nó cũng vẫn ổn định trở lại thôi, nó cũng chưa có gì tích cực lắm. Sau khi nó bị suy giảm đâu đó kéo dài khoảng cả tháng thì bắt đầu nó những phiên gần đây chuyển động nó cũng tích cực trở lại, và nó đang cũng đang tạo ra một cái đáy tạm trong cái phiên ngày 5 tháng 10, 4 tháng 10, và cũng bắt đầu có những nhà đầu tư T3, T4 bắt đầu có lãi nhẹ một chút, thì nó cũng dù sao nó sẽ xây được cái hỗ trợ mới và nó cũng bớt áp lực đi. Còn cái triển vọng của nhóm ngành này để kỳ vọng vượt đỉnh hay không trong lúc này thì cá nhân nghĩ là hơi khó để phán đoán, tại vì vì thế là cái thanh khoản của các cổ phiếu này trong cái đợt giảm nó rất là mạnh, mà trong các phiên tăng ở đây thanh khoản nó chưa đủ lớn, tức là mình chưa thấy cái xung lực để mà kỳ vọng những cái biến cố lớn của cổ phiếu này về phía tích cực ấy. Người thấy là thanh khoản gần đây nó cũng co hẹp lại, nó chưa thực sự mạnh mẽ lắm. Những cái trường hợp mà nhỏ nhỏ ví dụ như BSI thì nó vượt đỉnh, còn những cổ phiếu mà đầu ngành thì hiện tại nó vẫn đang trạng thái tiêu cực thôi, nó chỉ là giảm sâu xong nó hồi lại và nó chưa có cái trạng thái nào xuất hiện cái khối lượng nó tích cực thì mình phán đoán được cái khả năng vượt đỉnh. Chỉ có một vài cổ phiếu nhỏ nhỏ ví dụ như BSI thì đã vượt đỉnh trong vài phiên gần đây thôi. Có lẽ kết quả kinh doanh quý 3, quý 4 của doanh nghiệp này có những cái thông tin nào đấy tích cực mà cái dù không nắm được, nhưng mà nó đã là trạng thái tích cực so với những cổ phiếu ngành chứng khoán khác. Thì nó cũng giống như ngành ngân hàng thôi, mặc dù các cổ phiếu ngành ngân hàng khác cứ dần dần bò xuống từ tháng 6 đến tận bây giờ thì vẫn có những trường hợp như của Tiên Phong Bank hay là NVB là những cổ phiếu mà đợt vừa qua nó vẫn có những cái nhịp tăng, nó ngược thị trường, nó có những câu chuyện riêng. Còn nhìn chung thì ngành chứng khoán nó vẫn đang khá 50-50 và nó vẫn nghiêng về phía xấu nhiều hơn. Các cổ phiếu ngành cảng biển thì cái Du thấy là nó đang tạo thành cái đáy V kép trong tuần vừa qua, tức là nó đang thành một cái đáy, hai đáy, cái mô hình hai đáy và đang đi lên ấy. Thì những trường hợp như là Gemedep hay HAH thì cái thanh khoản hai phiên đây cũng rất là tốt, nó cho thấy là tiền bắt đầu quan tâm trở lại. Nhìn cái mẫu hình của Gemedep hay HAH thì nó cũng khá giống với lại DIG thôi, cũng là một mẫu hình mà đi xuống xong rồi xây hai cái đáy đi lên và nó gần cái đỉnh cũ. Thì quan điểm của mình với những cổ phiếu này tốt nhất người nên đợi nó vượt hẳn cái đỉnh cũ, thì lúc đấy mình quan tâm, tại vì chiếc đỉnh mà gần đỉnh cũ mà chúng ta cố gắng mua lúc này để đoán nó vượt đỉnh mà nó quay đầu thì chúng ta sẽ gặp cái rủi ro hai đỉnh. Tốt nhất là đợi nó vượt đỉnh cũ. Nhưng dù sao nếu mà nhìn cái trạng thái của những cổ phiếu cảng biển ấy, như Gemedep hay là HAH thì nó tốt hơn những trạng thái như DIG. Vì DIG tăng được một phiên mạnh thì cho thấy hai phiên rất là đuối, nó không thể hiện sức mạnh lắm. Nhưng trường hợp của Gemedep hay là HAH thì nó đang tăng theo kiểu là rất là tự tin tiến về kháng cự, mặc dù kháng cự rất là gần, tức là cái niềm tin của những người mua thì đang rất nhiều người bet cho cái kịch bản vượt kháng cự để đi lên tiếp. Thì cá nhân tôi nghĩ là nên kiên nhẫn đợi thôi. Nếu mà những cổ phiếu mạnh mà đã xác định mua thì nên mua được khi nó vượt đỉnh, thay vì mua khi nó dưới đỉnh thì nó cũng khá sát đỉnh, trừ khi nó cách đỉnh khoảng trên 10% và nó đủ thời gian T3, T5 để mình quan sát, khi nó chạm đỉnh thì mình có thể mua trước để mình thăm dò. Nhưng mà khi nó sát đỉnh quá thì không nên mua được. Còn lại những cổ phiếu ngành cảng biển, ngành phân bón thì hôm nay bắt đầu có sự điều chỉnh nhẹ trở lại, thì cái chung chưa có gì đặc biệt. Còn những cổ phiếu ngành dầu khí thì
Về cơ bản thì nó vẫn như quan điểm mình duy trì cách đây vài tuần thôi, tức là nó đang tăng gặp cái áp lực ở vùng đỉnh cũ, có thể là đợt tháng 6, tháng 7 thì nó cũng chưa có cái động lực để vượt đỉnh, nhất là cái kết quả kinh doanh của những trường hợp như PSR hay là PBS thì được bộ phận research của một số công ty chứng khoán dự báo nó không tích cực lắm, nó có sự suy giảm so với cùng kỳ. Thì cá nhân mình thấy là thị trường nó vẫn đang tích cực thôi, và cũng chưa có cái gì nó tiêu cực về xuống chung cả, chẳng qua vẫn là chọn lọc cổ phiếu để mạo hiểm thôi. Cái Du nghĩ là khi mà cái triển vọng thị trường mà đặt một cái kỳ vọng lịch nó lạc quan ấy, thì những cái đợt điều chỉnh trong tuần này nó xảy ra hoặc tuần tới thì đấy đều là những cái cơ hội để một người chọn lọc cổ phiếu mạnh, người mua khi nó điều chỉnh thôi. Trường hợp của Phát, của Hòa Phát thì cái Du vẫn duy trì quan điểm là nó sẽ vượt đỉnh để tiến đến vùng 62-63. Mấy phiên này nó bị chạm đỉnh cũ, nó hơi đuối một chút, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái đợt lùi lại để hoàn toàn bình thường một hai phiên mà nó vượt đỉnh thôi, vì cái kết quả kinh doanh nó vẫn là tích cực. Nói chung là cái Du nghĩ là quan điểm thị trường là tích cực và nâng tỷ trọng trong những phiên điều chỉnh của tuần tới. Thì xin dành cái thời gian hỏi đáp cho các anh chị nhà đầu tư đó, các cái câu hỏi đó. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du về những cái chia sẻ của anh về thị trường cũng như là các nhóm ngành cổ phiếu tiêu biểu trong cái phiên giao dịch cuối tuần vừa rồi. Tiếp theo vào cái phần Q&A, giải đáp các câu hỏi của các anh chị khách hàng. Thì đầu tiên có anh Hồ Duy Minh có muốn hỏi về cổ phiếu SSC và Licozy ạ. Anh Dũng có thể thì rất tích cực rồi, vì SSC là cổ phiếu khu nghiệp vượt đỉnh khỏe nhất rồi. Đây là trường hợp mà cái kết quả kinh doanh quý 2 vừa rồi công bố rất là tích cực. Và cái anh Dũng nghĩ là đây vẫn là một cái trạng thái rất là mạnh thôi, là trạng thái cả ngắn hay trung hạn thì nó vẫn là một trạng thái rất là đẹp. Nếu mà xét từ khi lên sàn này thì các đỉnh nó càng ngày càng cao hơn và các đáy nó càng ngày càng đi lên. Xu hướng nó là xu hướng đi lên trung hạn rồi, nó rất là tích cực. Còn kẻ ngắn hạn thì tính từ đợt tháng 7 đến nay, cuối tháng 7 đến nay thì cũng là đi lên, chưa tín hiệu là xấu cả. Cứ giữ thì rất là dễ nghĩ rồi, tại vì nó đang là đà đi lên thì cứ giữ thôi. Nó chưa có cái mức suy giảm ở đấy nó đủ lớn để mình phải cân nhắc cái việc thoái lui, nó thoát ra khỏi nó. Còn mua mới thì vẫn có thể cân nhắc được, tại vì cái Du thấy là cái kháng cự của nó là vùng 50, thì nó mới break qua, thì nếu mà nó có cơ hội trong tuần tới nó điều chỉnh về đấy thì có thể cân nhắc được, thì nó sát cái đường kênh giá nó chưa có cái rủi ro gì cả, và đây là một trạng thái rất là đẹp. Còn trạng thái của Licozy thì anh tôi thấy là nó vẫn tạm cái đỉnh cũ của nó đang bị phản ứng lại, nó chưa vượt dứt khoát cái vùng 20 đâu. Ngay cả hôm qua tưởng vượt thì nó cũng bị lùi lại, đến hôm nay nó lại bị giảm khoảng hơn 3%, nên cái cổ phiếu này thì nó vẫn chưa dứt khoát lắm, mà mình vẫn nghĩ là nó có cái rủi ro đấy, tại vì hình như là đến đầu tuần sau rồi đấy thì nó sẽ phát hành tăng vốn, thì các cái cổ phiếu mà đầu cơ thì có thể những cái động lực tăng vốn xong thì nó có thể nó không còn nhiều động lực nữa, thì mình cũng phải quan tâm cái đấy. Thì nên đợi tăng vốn xong mà cổ phiếu vẫn vượt đỉnh lên thì có thể cân nhắc được. Nhưng mà cái Du quan sát thời gian gần đây, những cổ phiếu mà được chia thưởng cái tăng vốn thì số lượng mọi người mua, mọi người lăn chốt có vẻ là không được lợi nhuận, số ít thôi. Chỉ có đợt trước là như đám VND hay là SSS, MVS đang cái nhịp sóng tăng mạnh của cổ phiếu ngành chứng khoán, thì người mua, mọi người có vẻ thuận lợi. Còn thời gian gần đây lăn chốt các cổ phiếu kiểu chia thưởng mình thấy là nó không hiệu quả lắm, ngay cả như BP hay là MSB những ngày gần đây thì đã lăn chốt thì nó không thực sự đem lại hiệu quả lắm. Hiệu quả rất là nhỏ và cái rủi ro rất là lớn. Thế nên mình nghĩ là nếu mà cân nhắc cổ phiếu này nên đợi nó chia tách xong, tăng vốn xong thì có thể cân nhắc, nên nó vượt đỉnh đi lên tiếp thì có thể cân nhắc. Mà mình cũng nên lưu ý là cái trạng thái của Licozy trong thời gian từ tháng 7 này nó tăng rất là nóng, và cái quá trình điều chỉnh nó diễn ra rất là ngắn. Thì thường những cái cổ phiếu mà tăng nóng và cái quá trình điều chỉnh nó ngắn thì mua tiếp diễn cái xuống tăng nó hơi rủi ro, và mình phải chấp nhận rủi ro đấy. Nhưng mà mua vượt đỉnh thì cái Du sẽ chấp nhận là bỏ qua đâu, tại vì mình thấy cái rủi ro nó đang có vẻ cao hơn cơ hội, nhất là sắp tăng vốn, là thứ hai là cái cú vượt đỉnh nó không dứt khoát. Cái trường hợp mà cổ phiếu nào là Linh nhỉ? Hai cổ phiếu đúng không? Có hai cổ phiếu đó thôi ạ. Có anh chị Phạm Tho có hỏi về cổ phiếu BVH ạ, theo chiều nắm giữ ạ, giá 61.5. BVH thì anh Du thấy là nó vẫn tích cực mà. Khi trao đổi với anh chị trong tuần trước ấy, thì mình vẫn giữ quan điểm nó sẽ tiến đến kháng cự đâu đó khoảng 70 này. Đấy, kháng cự từ là tháng 1. Tức là cổ phiếu này cái diễn biến thời gian đây nó khá tích cực.
nhất là cái khối lượng thanh khoản nó tăng trở lại, và cái xu hướng tính từ tháng cuối tháng 7 giờ thì nó là xu hướng tăng thôi, nó vẫn chưa có gì xấu cả, vì nó mới break qua cái kháng cự đâu đó ở quanh vùng 60 thôi. Thì nếu mà nó kê lại vùng 60 thì cái dung đi đây vẫn là một cái cơ hội mua mới thì vẫn được, và cái rủi ro hiện tại nó thấp thì nó cũng chưa có cái áp lực mà thoái lui đâu. Và như hôm nay thì cũng là một phiên điều chỉnh bình thường thôi, khối lượng cũng không có gì đột biến và nó vẫn là cái trạng thái T3 chốt lãi thôi, thì cũng không ai lỗ cả. Chúng ta nhìn T3 trước thì mọi người cũng mua thấp ở giá 59x thôi, thì hôm nay bán thì vẫn lãi vài giá, tức là khi chưa ai lỗ thì nó vẫn là trạng thái đi lên thôi. Thì khi nào mà có những người phải thua lỗ thì chúng ta phải thấy sợ đó. Thì phía trước thì nó không có nhiều kháng cự đâu, thì nó chỉ có kháng cự ngang, nếu mà mình nhìn đây nó khoảng 63-64, nhưng mà kháng cự này nó không mạnh tại vì khối lượng nó không quá lớn, các cái đợt giảm trước thì khối lượng nó không lớn. Và cổ phiếu này gần đây nước ngoài mua thì thường cái trạng thái có BVH, thì trước đây Dũng chết định nhiều, Dũng thấy là khi nào mà nước ngoài mua thì cổ phiếu này tăng rất là tốt, tại vì cái thanh khoản nó thấp, khi mà nhà nước sở hữu tỷ lệ rất là lớn rồi, cái floating ở ngoài nó rất là ít. Thật ra mỗi cái giai đoạn mà các quỹ ngoại, nhất là các quỹ ETF người ta mua thì cổ phiếu này tăng rất là sóng, rất là mạnh. Thì hiện tại nó đang ủng hộ bởi điều đó. Thật ra là mọi người nếu mà có thì nên giữ, và nếu mà mua mới thì dù nghĩ vẫn cân nhắc được, tức là mình mua vùng 60 kỳ vọng đến 70 thì kỳ vọng nó khoảng 10 giá, khoảng 15%, và cái rủi ro mình mọi người đặt có thể 5% thôi, thì thứ hai lợi nhuận nó hơi mỏng 7%, đúng không? Gấp đôi với lại rủi ro thì kỳ vọng 15% đặt cái cắt lót là 7%, đâu đó khoảng 4 giá, đúng không ạ? Thì như thế phải vỡ vùng 57, 58, 575 thì đấy thì mình cắt lỗ. Thì một cái xác suất như thế là mình nghĩ là chấp nhận được, và nó vẫn là cổ phiếu đang tích cực. Cổ phiếu nào là Linh nhỉ? Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Anh chị Nông Khánh Huyền có hỏi về cổ phiếu SCC và GVNF. Thì anh Du cũng đã vừa trao đổi cổ phiếu SCC ở trên rồi ạ. Thì không biết anh Du có thể trao đổi thêm chi tiết hơn về cổ phiếu GVNF giúp khách hàng được không ạ? Các cổ phiếu ngành cảng biển thì Du đọc cái báo cáo phân tích của các công ty khoán dự báo kết quả quý 3 ấy. Thì như trường hợp của GMDF đâu đó được dự báo tăng trưởng khoảng 20% sau cùng kỳ. Thực ra trong ngành cảng biển thì GMDF thì cũng không tăng trưởng mạnh đâu, tại vì nó vẫn trong cái giai đoạn bắt đầu vận hành những cái cảng mới thôi. Thật ra là nó chưa phát sinh hiệu quả. Với lại trong thời gian dịch bệnh vừa qua thì ở trong miền Nam thì cũng có những cái giãn cách, nó ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Thì có lẽ quý 4 sẽ là quý mà GMDF sẽ tăng trưởng tốt hơn. Còn trường hợp như của HAH thì vừa ngoài Bắc mà lại vừa có nhiều cái lợi thế ngắn hạn để nó tăng trưởng tốt hơn, thì mình nghĩ là ngành cảng biển đa số thì kết quả kinh doanh quý 3 là sẽ là tốt thôi, không có gì tiêu cực cả. Nhưng cái mức độ tăng trưởng như của HAH thì nhiều bên dự báo nó sẽ tăng trưởng mạnh hơn rất là nhiều. Còn GMDF thì đâu đó khoảng 20% mà có lẽ nó cũng phản ánh vào giá rồi. Thì cái diễn biến thì có lẽ trong ngắn hạn thì hiện tại nó đang là tích cực rồi, tại vì nó đang tạo được hai đáy và nó thể hiện là tiền vào hai phiên này rất là tích cực, với nhiều cái kỳ vọng, nhiều người mua để kỳ vọng vượt đỉnh, chứ cũng không phải là mua để ăn chênh lệch 5-7%. Nhưng mà hiện tại ở cái mức giá hiện tại nó cũng khá sát đỉnh, thì đỉnh đâu đó khoảng 54 thôi. Thì tốt nhất là đợi diễn biến tuần tới nó có những cái phiên phản ứng ở đỉnh và sau đấy nó vượt đỉnh chẳng hạn, thì lúc đấy mình cân nhắc mua chứ mua. Còn nếu có thì mình nghĩ là nên giữ thôi, và quan sát cái phản ứng ở vùng 54. Nếu mà lên đến vùng 54 mà nó xuất hiện những cái nến mà rồi ngược lại với khối lượng nó lớn ấy. Ví dụ như mọi người thấy là những phiên tăng tuần này khối lượng đâu đó khoảng 4-5 triệu mà lên đến vùng 54 bị bán ngược lại những cái phiên mà thanh khoản gấp rưỡi chẳng hạn, thì nó cho thấy là cái niềm tin vượt đỉnh nó không có nhiều và mình nên chốt để mình thoát ra, để tránh trường hợp nó đã tạo thành hai đỉnh. Còn trong trường hợp nó vượt đỉnh thì kể cả giữ hay là mua mới thì nó đều thuận lợi cả. Và cái trạng thái GMDF thì nó cũng giống như trạng thái một số phiếu khác, cái thời gian tích lũy nó hơi ngắn, tức là mới tích lũy từ tháng 1 đến bây giờ thôi. Thì nếu mà thường các cái mẫu hình tích lũy nó quá ngắn ấy, thì khi vượt đỉnh thì nó sẽ không tăng quá dài đâu, mình phải chấp nhận cái kịch bản đấy. Và cái kiểu phiếu này thì nó có vẻ nó hợp hơn với những người đang có thì giữ thôi. Mua mới bây giờ là hơi khó nghĩ vì nó 50-50, nó chưa vượt đỉnh, mà kể cả nó vượt đỉnh thì cái kỳ vọng mới nó cũng khó rõ ràng, vì nó tăng rất là nóng và nó điều chỉnh nó cũng thời gian nó hơi ngắn. Thường cái thời gian tích lũy nó dài thì các cái bước sóng sau khi vượt đỉnh nó sẽ tăng mạnh hơn. Thì cá nhân Dung nghĩ là mọi người cứ nghĩ cứ giữ thôi, còn mua mới thì đợi nó có đỉnh thì có thể cân nhắc trong tuần tới. Vâng ạ, cảm ơn anh Du cái đánh giá rất chi tiết về cổ phiếu GMDF ạ. Ở đây có một anh chị có hỏi về cổ phiếu SHS theo chiều nắm giữ ạ, giá 37.5. Các phiếu ngành chứng khoán thì nó cũng giống nhau. Nếu mà nó được như BSI thì dễ nghĩ hơn, tại vì nó đã vượt đỉnh, nó đang ở xu hướng tăng rồi. Thì
thì cứ vượt đỉnh thì nó sẽ tiếp diễn xuống tăng, nó dễ nghĩ nhất. Còn trạng thái của như vậy SS thì nó vẫn là trạng thái mà bị thoái lui, xong rồi nó đang hồi lại thôi. Nó bản chất nó rơi từ cuối tháng 8 đến giờ và nó đang hồi lại mấy phiên khá yếu lắm, nhưng mà so với quãng đường nó rơi thì mới hồi được một nửa. Thì nó, nếu mà nhìn theo trạng thái ngành chứng khoán hiện tại, nó đang giống nhau như này cả thôi, tức là nó cũng đang ở trạng thái bớt xấu đi một chút so với cách đây mấy hôm, nhưng mà nhìn tổng quan từ cuối tháng 8 giờ nó vẫn là trạng thái tiêu cực thôi, đang tạo các cái đỉnh sau thấp hơn. Và nếu như trong trường hợp mà cổ phiếu này nó không tạo cái đáy sau thấp hơn cái đáy này nữa, tức là không bị vỡ cái giá 34 thì không phải áp lực bán, tức là nó đang tạo một cái đáy tạm rồi. Thì nếu mà quan sát trong tuần tới mà nó không có cái áp lực nó vỡ cái kênh giá này và vỡ cái giá 34 thì mình cứ giữ thôi. Tại vì nhìn chung cái triển vọng ngành chứng khoán thì nó vẫn tích cực thôi, nó sẽ điều chỉnh thì nó đi lên thôi. Còn nó đi lên có vượt đỉnh hay không hay là nó chạm lại đỉnh cũ thì cái đấy thì chưa nói trước được, tại vì có thể là những cái kết quả kinh doanh nó phản ánh giá rồi. Nhưng cái anh Dung nghĩ thì cái triển vọng cuối năm hay triển vọng năm sau nó vẫn tích cực, nhất là nếu mà chúng ta đặt một cái kịch bản thị trường nó tích cực những tháng cuối năm thì ngành chứng khoán sẽ tích cực. Thì nếu mà đang giữ thì tốt nhất là chấp nhận giữ tiếp thôi, tại vì nó đã có một cái hỗ trợ tạm trong tuần này rồi, ở vùng 34 rồi. Khi nào nó vỡ cái vùng giá 34 này, tức là nó tương đương vỡ kênh giá này, chúng ta chấp nhận cái lỗ thôi, thì nó sẽ giống như ngành ngân hàng, nó sẽ tiếp diễn xuống giảm sau khi giảm xong hồi lại giảm. Còn hiện tại thì nó có một cái đáy tạm thì chúng ta giữ để kỳ vọng là nó có thể tích lũy đi ngang để nó tăng lại, hoặc là nó có những cái đợt hồi phục về đỉnh cũ thì ít nhất bây giờ nó dễ nghĩ hơn đầu tuần trước, tức là nó đã có đáy tạm và nó đang vận động, cả nhóm ngành nó đang tích cực dần lên, nó đỡ xấu đi thì cái chung là nên giữ đâu, và chấp nhận một cái kịch bản nó vỡ 34 thì mình mới cắt, còn hiện tại cứ giữ tiếp thôi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Thì cái câu trả lời vừa rồi của anh Du cũng đã giải đáp cho câu hỏi của anh Thành về các cổ phiếu chứng khoán trong giai đoạn hiện tại. Tiếp theo thì một anh chị nhà đầu tư có đặt câu hỏi về cổ phiếu Vinhome và SCR trong ngắn hạn ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Thì thôi, hôm trước Du có chia sẻ với anh chị trong cái buổi hôm trước, thì xu hướng trung hạn nó vẫn là xu hướng hơi tiêu cực, ngắn hạn cũng tiêu cực, tức là ngắn hạn nó đang là giảm, còn đang là xu hướng hồi phục ấy. Thì hôm trước mình có đặt cái kỳ vọng là nếu mà nó hồi phục thì nó có thể hồi phục lên lại đâu đó khoảng 86 là chạm cái kênh giá trung hạn nó bị vỡ. Thì ở chỗ này nếu mà mua thì cũng được thôi, mình đã vẽ hình từ cách đây khoảng 2-3 phiên, tức là nó điều chỉnh lại vài phiên vừa rồi thì mua cũng được, nhưng kỳ vọng nó sẽ rất là mỏng thôi, tức là nó đâu đó kỳ vọng nó chưa được 10%, khoảng 7%. Cái cách tăng của nó thì đợt này nó rất là chậm và khối lượng nó thấp, nó cũng rất bấp bênh, nên ra là mua về một cái kỳ vọng nó hồi phục thì nó không hay lắm, vì nó không đem lại lợi nhuận nó tương xứng sau rủi ro ta chấp nhận. Trong cái đấy cơ hội thị trường nó nhiều cơ hội nó tốt hơn. Thì đáng dùng những trường hợp này thì nếu mà mình đang kẹt hàng thì có thể là mình chấp nhận là đợi hồi phục lên vùng 85-86 mình để mình giảm thiệt hại, mình cân nhắc bán thì nó hay hơn. Còn mua mới để mình chết đinh một cái kỳ vọng nó có 5-7% thì nên bỏ, vì hiện tại trạng thái của nó cũng vẫn tiêu cực thôi, nó chưa có gì tích cực, chẳng qua nó sẽ có cái xác suất nó sẽ hồi lên thôi mà bớt lỗ thôi, vì đa số thì cũng bị gánh chịu cái đợt giảm của nó từ tháng 8 giờ, là nó chưa có nhịp hồi phục nào nó rõ rệt, ở đây có thể là nhịp hồi phục của nó đâu. Nhưng mà người nhìn cái khối lượng xuất phát của mấy phiên này nó khá là thấp, thế ra là cái kỳ vọng hồi phục lên đến đỉnh hay vượt đỉnh thì nó chưa có, và mình chấp nhận kịch bản nó hồi lên kênh giá tầm 85-86 rất là mỏng, thì cũng không nên mạo hiểm. Nếu mà có thì có thể chấp nhận giữ để đợi hồi phục. Nhưng mà của Sacombrio thì nó nặng tính động cơ và nó diễn biến thì nó vẫn tích cực hơn, nhìn theo đồ thị thì nó cũng tích cực theo nhóm ngành bất động sản, nó vẫn là đang trạng thái vượt đỉnh đi lên đó, sau này điều chỉnh đi test lại đi lên. Những cái diễn biến của nó thì nó còn một cái đỉnh lớn nhất là đỉnh của 2011 ở đâu đó, đó giá 16, còn hiện tại đã vượt qua cái đỉnh của 2018, nhưng mà tính nó đã vượt đỉnh của 10 năm rồi. Khá tích cực, nếu mà nhìn theo mẫu hình lớn nó khá tích cực, nhưng mà cổ phiếu này nó rất là nặng tính đầu cơ và cái yếu tố cơ bản nó thì nó không tốt lắm. Bản thân Dũng là người trading cổ phiếu này rất là nhiều trong nhiều năm qua và mình khá quen cổ phiếu này rồi. Cái tính đầu cơ nó rất là cao và nó cũng nặng tính bầy đàn, nó không có cơ bản support đâu, đi xuống nó rất là áp lực.
Thì cổ phiếu này thì hiện tại cái xu hướng ngắn hạn thì nó vẫn tích cực và trung hạn thì nó tích cực, nếu mà xét từ 2020 đến nay nó vẫn là đi lên thôi. Những cái đợt giảm của nó, ví dụ như đợt giảm của tháng 7 nó rất là mạnh, đợt giảm của tháng 8 thế. Em là trading cổ phiếu này người chấp nhận là chơi cảm giác mạnh. Và hiện tại cái xác suất vượt đỉnh của vùng 14 thì cái em thấy là nó cũng chưa xuất hiện đâu. Vì người thấy là những cái phiên tăng ở đây khối lượng nó chưa có mạnh. Và trong cái đấy thì người nhìn cái vùng đỉnh cũ ngay gần đấy thôi, cái khối lượng động nó rất là mạnh, đâu đó 17 đến 20 triệu. Trong khi thanh khoản mấy phiên gần đây nó chỉ 8-10 triệu thôi, tức là nó đang bằng một nửa so với thanh khoản của cái đỉnh gần nhất. Thế nên cái xung lực như thế thì để kỳ vọng vào đỉnh ngay thì nó cũng chưa xuất hiện. Và cái em dung ý thì cổ phiếu này thì nếu mà xét về cái giai đoạn vừa qua thì nó cũng tăng tương đối thôi, tăng một nhịp rất là nóng thôi. Từ đâu đó khoảng giá 8 đến giá 14 tăng khoảng 8%. Thì nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta có vẻ gánh chịu rủi ro có vẻ đang cao hơn cả kỳ vọng. Thì kể cả có vượt 14 đi lên thì nó sẽ có cái cản, cái đỉnh cũ ở vùng 16 là cái tâm lý mọi người sẽ bị găm trong đầu về cái đỉnh lịch sử của nó vùng 16. Còn nếu mà sau này nó vượt qua cái đỉnh 16 thì có lẽ cái triển vọng của nó sẽ khác hẳn. Lúc đấy thì nó sẽ có cái sự mơ mộng hơn vì nó không còn cái đỉnh ở phía trước. Và rất nhiều phiếu bất động sản năm nay là thế, ví dụ như Holdco chẳng hạn, HDC bất động sản, và nếu nó vượt cái đỉnh dài hạn nó đi lên thì bắt đầu cổ phiếu nó bắt đầu nó bị thanh thoát hơn. Người thấy là lúc đấy nó mới ở giá 18 thôi. Chúng ta nếu mà phóng to ra cái chỗ nhỏ này lúc mà nó khởi điểm chúng ta thấy sợ thôi vì nó tăng rất là nóng. Bây giờ chẳng qua cái đồ thị nó đã tăng nhiều thì người nhìn nó bé thôi. Nhưng lúc đấy nó vượt qua cái quá trình nó rất là dài, và khi vượt qua như thế nó sẽ có những cái bước giá nó tăng nó kinh khủng hơn, tức là nó không bị giới hạn ở trong một cái vùng mà sideways tính từ 2007 đến tận 2020, mất đâu đó khoảng 13 năm đúng không, trong cái vùng này, cái vùng sideways tăng giảm này. Và đến khi nó vượt qua thì giá nó bắt đầu nó tăng rất là thanh thoát. Thế cái người bị chết đinh trong cái đoạn mà từ 2020 đến cuối 2020 thì nó không nhìn nó không hấp dẫn bằng cái người chết đinh từ cái giai đoạn nó bắt đầu nó vượt đỉnh của mười mấy năm nó đi lên, nó tăng từ 20 giờ đến 90 tăng khoảng hơn 4 lần, nó mạnh mẽ nè. Có lẽ Sam Rieu nếu mà nhìn theo kiểu chết đinh kỳ vọng lớn thì nên đợi sau này nó có những cái đợt mà nó vượt hẳn giá 16 thì quan tâm lại chưa muộn. Còn hiện tại nếu mà chết đinh trong biên độ hẹp thì nó cũng khá rủi ro vì nó rất là bấp bênh và nó đã tăng nóng. Cái dung nghĩ là nên chứ nên quan tâm vô, vì hôm qua cái chỗ mua tốt rồi, bây giờ mua thì cánh rủi ro nhiều hơn cơ hội, và nên cái nhẫn đợi sau này nó vượt 16 thì mình cần nhắc cho những cái triển vọng nhìn nó xa hơn, và lúc đấy thì nên kèm theo câu chuyện cơ bản doanh nghiệp. Vâng ạ, xin cảm ơn Dù ạ. Ở đây anh Tiến Hoàng có hỏi về cổ phiếu Techcombank. Thì Techcombank anh Dù cũng đã chia sẻ ngay từ đầu buổi ngày hôm nay và cũng như các buổi trước đó, thì Techcombank là một trong những cổ phiếu mà ngân hàng mà cũng khá hấp dẫn. Trong khi đó thì cái cổ phiếu nó đã có một cái tín hiệu tích cực, khá tích cực trong tuần này. Nếu mà anh chị nào mà có thể cân nhắc trong cái tuần tới, nếu mà có thị trường hay cổ phiếu nào có điều chỉnh về lại quanh cái vùng 49.5 đến 50 thì mình có thể tham gia một phần ở cái vị thế này. Tuy nhiên thì ngắn hạn với khối lượng giao dịch và cái xu hướng hiện tại của Techcombank thì chúng ta cũng khó kỳ vọng cổ phiếu này nó tăng giá mạnh trở lại, và chúng ta mua ở cái vị thế 49.5 đến 50 nó chỉ là cái vùng mà chúng ta sẽ giải ngân một phần, và sau này nếu cổ phiếu nó có tín hiệu tích cực hơn thì chúng ta sẽ giải ngân nốt. Thì đó là một cái quan điểm của Linh về cổ phiếu Techcombank cho câu hỏi của anh Tiến Hoàng ạ. Ở đây một anh chị có hỏi về cổ phiếu EZC ạ. Dù có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Cái cổ phiếu này tuần trước có một anh chị hỏi thì cái nhân dù thế nó vẫn có cái rủi ro vai đầu vai, nếu nhìn theo đồ thị tuần ấy, tức là nó chưa thoát được cái vùng giá 31 ở vùng vai trái, ở bên vai phải nó cũng đang hình thành, nó không có động lực để nó thoát hẳn ở vùng đấy. Và nhìn như này thì chưa nên quan tâm, vì mình thấy là cái rủi ro nó có vẻ đang cao hơn là cái cơ hội. Trong đấy cái vùng đỉnh cũ ở vùng 334 đúng không, thì nó cũng khá gần thôi. Mà mua chỗ này mà nó vượt, mua được kiểu breakout vào vùng 30 thì nó sẽ khá gần đỉnh. Mà nếu mà mua được kiểu sideways để đợi thì nó hên xui thôi. Trong cái đấy thì cái mô hình vai đầu vai thì nếu nhìn đồ thị tuần nó đang có vẻ rõ hơn. Mình nghĩ là chưa nên quan tâm cổ phiếu này, hoặc là chọn cổ phiếu khác đi. Thì bất động sản này có nhiều cổ phiếu đấy, mọi người lựa chọn. Ví dụ hôm nay Khang Hiền Hao nó còn đỉnh.
khá là đẹp đúng không ạ? Xu hướng nó có vẻ như HDC đợt trước thôi, nó vẫn là cổ phiếu mà liên tục đi lên, thì mình nên chọn những cái vị thế nó mạnh như này, là nó chẳng có cái đỉnh phía trước cả. Và mỗi lần vượt đỉnh nó lại vươn lên những cái tầm cao mới. Thì nó mới vượt đỉnh thì nếu mà nó điều chỉnh trở lại thì mình có thể mua thôi. Nó cũng là một cái bất động sản mà có các quỹ đầu tư người ta nắm giữ rất là nhiều, và cái phân khúc bất động sản nó rất là tốt, nó tập trung vào những cái khách hàng cao cấp. Thì những cổ phiếu như này nhìn nó sẽ thanh thoát hơn và nó dễ quyết định hơn, thay vì mình chọn những cái cơ hội nó khó quá, đúng không ạ? Thì cái Dung nghĩ là nên chọn những cơ hội như này, và mình chấp ra cái rủi ro thì nó cũng như nhau thôi, chắc để các lỗ giống nhau, nhưng mà cái kỳ vọng nó sẽ khác hẳn. Vì mua một cổ phiếu nó đã vượt đỉnh rồi thì cái tâm trạng của những nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu và những người đang cầm tiền chờ mua nó đều có cái nhìn nó rất là tích cực, thay vì một cổ phiếu nó đang loay hoay trong một vùng sideways và còn nhiều người kẹp và nó chưa vượt được đỉnh và nó vẫn là trạng thái 50-50, trong đấy nó nghiêng rủi ro hơn, nhất là trường hợp IGC. Thì anh Dung nghĩ là có thể chọn trạng thái như này chẳng hạn. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây anh Du cũng có gợi ý với anh chị nhà đầu tư một cách lựa chọn cổ phiếu khá là hay, là chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu mà gần không có đỉnh gần nhất, là cổ phiếu đang giao dịch đỉnh lịch sử, thì cái kỳ vọng tăng giá của cổ phiếu đó nó sẽ tốt hơn là mình mua những cổ phiếu mà đang giao dịch dưới cái đỉnh ngắn hạn. Thì khi đó cái lượng cung trên thị trường nó cũng sẽ khá nhiều và cái kỳ vọng tăng giá của cổ phiếu đó nó cũng sẽ không được nhiều. Ở đây anh Huy Hùng có câu hỏi về cổ phiếu API chiều mua vào. Anh Dũng có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Cái những cổ phiếu của APEC, API, APS thì cái Dũng thấy nó hơi kỳ dị. Cơ bản này nó cũng khó nói lắm. Còn thanh khoản nó nhỏ này, xong rồi cái cách tăng giá nó rất là kỳ dị. Cái quan điểm của mình thì mình sẽ không phân tích cổ phiếu này đâu. Nó không tính thị trường lắm, thanh khoản nó rất là nhỏ thôi, có vài trăm nghìn đồng phiên, xin phép mình không có tích cực này. Và cái định giá hiện tại nếu mà nhìn được cơ bản thì nó cũng tương đối cao so với lại nội tại thực của doanh nghiệp. Nếu một người đọc có kỹ báo cáo tài chính mà phân tích thì xin phép mình không đưa quan điểm xuống này. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây một anh có hỏi về cổ phiếu HBC, anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Hòa Bình ạ. Vâng ạ, Hòa Bình ạ. Hòa Bình thì trong cái buổi live stream trước thì Dung có chia sẻ với anh chị là những trạng thái như Hòa Bình, phe con thì nó cũng đang tích cực trở lại. Hòa Bình nếu mà nhìn chúng ta nhìn cái bức tranh lớn hơn là từ 2017 giờ ấy, cổ phiếu nó đang vẫn là một cái giai đoạn suy giảm thôi. Trước đấy nó có một cái giai đoạn tăng rất là mạnh từ cuối 2016 đến cuối 2017. Cổ phiếu tăng nhiều lần, đúng không? Tăng đó khoảng 7 lần. Và sau đấy cổ phiếu suy giảm từ đấy đến giờ. Thì cái rủi ro Hòa Bình đến từ cái việc mà nợ phải thu rất là lớn. Nếu mà người đọc báo cáo tài chính của Hòa Bình, mặc dù trúng thầu rất là nhiều nhưng mà càng làm thì càng nợ nhiều, trong khi đấy đi vay ngân hàng để cho khách hàng nợ, thì có lẽ rủi ro đấy nó đã khiến cổ phiếu suy giảm, nó khiến cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp nó càng ngày nó càng thu hẹp, để mình cứ dùng tiền vay để đi tài trợ các dự án và cho mọi người vay nợ. Còn nếu mà nhìn diễn biến trong thời gian từ tháng 6 đến giờ thì nó đang tích cực, từ giữa tháng 7 tức là nó so mặt bằng chung thị trường nó tích cực hơn. À, khi nó vượt cái giá 16 này thì hiện tại nó còn cái kháng cự ở đâu đó khoảng quanh 19x này thôi. Thì từ đây đến chỗ kháng cự đấy nó còn đủ xa để mọi người chết định ý. Tức là nó còn đủ xa để mọi người cân nhắc. Cái Dung nghĩ cái xác suất nó tiến về cái kháng cự này là tương đối cao ý. Tại vì phía trước nó quanh đây mọi người thấy là nó không có cái từ đây đến đây nó không có cái kháng cự nào phía trước mặt nữa. Thì nó đang break out là phiên ngày 6 tháng 10 ý. Và hai phiên nhưng qua phiên này thì cái Dung coi đang là điều chỉnh kỹ test thôi. Hiện tại 16 đang hỗ trợ, thì anh Dung nghĩ là nên cân nhắc mua quanh vùng 16 khi mà nó retest về vùng 16, với một cái kỳ vọng mình đặt ra là nó sẽ cố gắng quay về cái vùng đỉnh cũ đâu đó khoảng 18.5 đến 18.8, thì kỳ vọng đâu đó khoảng 2,5 là đâu đó khoảng 14%, và chúng ta đặt một cái ngưỡng cắt lỗ đơn giản là khoảng 7%, là nếu mua giá 16 thì 7% là khoảng 1 đó, thì chúng ta sẽ cắt lỗ khi vỡ 15. Thì cắt lỗ thực ra khi vỡ 15 này nó cũng là vỡ cái kênh giá rồi, thì xứng đáng cắt lỗ rồi đấy. Thì một cái ván bài trading mà rủi ro với lợi nhuận nó tương xứng như thế thì mình có thể chấp nhận được thôi. Tại vì nhìn cái xung lực của Hòa Bình thời gian đây thì mọi người thấy các cái phiên mua khối lượng rất là tốt này, các cái phiên giảm khối lượng rất là nhỏ, cho thấy là những ai đấy cũng đang vẫn kiên nhẫn thu gom ấy. Người ta vẫn thu gom theo kiểu là mua mạnh một phiên lại buông một phiên này. Và những ai mua mà nắm giữ T3, T5, T10, T20 thời gian qua đều người có lại, tức là xu hướng nó đang đi lên, đang chia tiền cho những người nắm giữ cổ phiếu, thì vận động như thế đang là tích cực, thì cái xác suất nó đi lên lại cái vùng đỉnh cũ là tương đối cao.
xác suất vượt thì rất khó đánh giá từ chỗ này, thì nó đang quá xa để mình phân tích. Còn nếu sau này nó vượt được cái vùng đỉnh giá của năm nay là vùng 18x thì có lẽ những cái triển vọng nó bắt đầu nó sẽ sáng hơn, thì lúc đấy nó thực sự là nhìn xu hướng trung hạn nó sẽ là một cái đỉnh sau cao hơn cái đỉnh trước, và cái đáy trung hạn nó cũng cao hơn, thì lúc đấy cái triển vọng nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu mà nó vượt được đỉnh 18x 19 thì nó có thể nó lại có một cái nhịp tăng như cuối cái giai đoạn 2016, lúc nó vượt cái đỉnh của cuối 2016, nó vượt đỉnh của rất nhiều năm. Còn đợt này nó vẫn là một sóng hồi phục thôi, nhưng mà nếu nó vượt qua cái vùng 18/8/19 thì cái triển vọng trung hạn nó sẽ thay đổi. Còn hiện tại nó vẫn là sóng hồi thôi, mình đặt những cái kỳ vọng như thế nó hợp lý. Cổ phiếu nào Linh nhỉ? Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây một anh chị có hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu NT2 và BCG. Hai thì hôm trước anh chị nào có hỏi dụ có phân tích, tức là mọi người nhìn diễn biến của nó nhiều năm nay thì nó là một cái trạng thái không rõ xu hướng đâu, tức là tăng giảm một cách nó rất là bất thường, nó không tệ nhưng mà không đẹp, không phải xuống tăng, nó cứ lên xong rồi trả lại hết. Và thế là lên từ cuối 2017 đến đầu 2019, rồi từ 2019 đến 2020 lại trả lại hết. Thế đợt tăng 2020 đến đầu năm nay thì cái đợt tăng đợt giảm từ đầu năm nay đến tháng 6 tháng 7 thì trả lại gần hết, tức là nó là một trạng thái sideways trung hạn. Và khi nó chưa vượt cái trạng thái sideways này thì cũng khó có kỳ vọng nào mới, trong khi đấy nó đang tiến sát cái kháng cự là vùng 24-25. Kháng cự nếu mà nhìn được cản chéo là vùng 23x, mà kháng cự ngang thì nó sẽ đâu đó khoảng vùng 24x gần 25, thì nó khá gần. Và cổ phiếu này có lẽ nó phù hợp với những ai mà đang có để cân nhắc chốt lời nếu mà nó tiến về vùng kháng cự thôi, để mình cân nhắc là có chốt lời hay không thôi. Còn để mua mới, để chốt đinh thì với một cái kháng cự gần này thì mình sẽ không chốt đinh đâu, vì nó không có điểm mua mới để nó có cái kỳ vọng nó rõ ràng. Còn khi nó mới xuất phát, nó mới vượt cái cản chéo ở dưới này thì nó dễ nghĩ hơn, tức là nó mới bắt đầu break qua cái xu hướng giảm ngắn hạn ấy. Thì cái phiên ví dụ như đây là cái phiên 27/8 thì nó dễ nghĩ hơn. Còn đến lúc này nó lại sát đỉnh và nó lưng chừng rồi, cách đỉnh rất là gần. Và cái trạng thái của nó nhiều lần nó bị như thế rồi. Thật ra là anh Dung nghĩ là nó sẽ hợp với những ai mà đang có để quan sát ở tuần tới ở vùng 24. Nếu nó phản ứng tiêu cực như các lần trước, nó là những cái nến mà đỏ dài, đội ngược lại mới thấy. Thì thứ nhất là nên chốt, còn mua mới thì không nên với cổ phiếu này. Vâng ạ, còn bổ cổ phiếu BCG thì sao anh? BCG? Vâng. Em mua Capital. Cổ phiếu này thì trạng thái nó vẫn là tích cực. Ngắn hay trung hạn thì nó vẫn là tích cực thôi, vì nó không có đỉnh phía trước nữa. Và năm nay, từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp nó thay ra đổi dịch rất là nhiều. Nó có sự đột biến về tầm nhìn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực sự lột xác. Nhưng mà cái kết quả nó cần quan sát thêm. Ngay cả lợi nhuận thì như quý 2, nhớ là nó công bố tăng trưởng khá là mạnh. Và một doanh nghiệp mà ban lãnh đạo đang rất là tham vọng, đang có một cái tầm nhìn rất là tham vọng, nó có động lực tăng giá là đương nhiên thôi, mặc dù cái kết quả nó chưa đi kịp. Nhưng bao giờ cổ phiếu, thị trường cổ phiếu là thị trường kỳ vọng, người ta thích những cái doanh nghiệp có tầm nhìn và dám nghĩ dám làm. Còn tất nhiên thì có những doanh nghiệp trước đây thì có thể là chém gió nhiều, nhưng mà đến khi kết quả kinh doanh nó không đạt được như thế thì vẫn có sự thận trọng. Nhưng mà có nhiều nhà đầu tư người ta vẫn thích những doanh nghiệp mà cái tầm nhìn nó phải khoáng đạt, người ta nghĩ cái giấc mơ nó lớn hơn cho cổ đông. Trường hợp của BCG là trường hợp như thế, tức là và lãnh đạo có những cái tầm nhìn mà nó có sự đột biến trong một năm trở lại đây. Còn về xu hướng kỹ thuật thì anh Dung nghĩ là nó vẫn tích cực thôi, nó phù hợp với những anh chị nào nắm giữ nhiều hơn thôi. Bởi vì nó vẫn là vượt đỉnh, và ngay cả phía này nó điều chỉnh khối lượng rất là thấp, nó sẽ tiếp tục tăng thôi. Nhìn cái xu hướng này nó sẽ tiếp tục tăng thôi. Còn mua mới thì sẽ khó xác định mục tiêu hơn, bởi vì cái thời gian tích lũy nó cũng tương đối ngắn ấy, và nó cái mô hình thì nó rất là bé. Nếu mà mình mua với cái kỳ vọng mô hình ở đâu đó khoảng hơn 2 giá từ chỗ rất cao thì cũng chỉ kỳ vọng ở đó khoảng 22 năm thôi, từ chỗ với cao là 20. Tức là nếu mà nhìn theo cái mô hình chứng nhận này, thời gian tích lũy nó quá ngắn thì nó không xứng đáng để mua mới, vì cái kỳ vọng nó không thực sự rõ ràng thôi. Còn có thì nên giữ, tại vì cái triển vọng ngắn hay trung hạn đang quá đẹp, nhất là triển vọng ngắn đang rất tích cực. Nó mới có đỉnh một phiên ngày hôm qua, hôm nay nó bị điều chỉnh lại tương đối nhẹ, không có gì tiêu cực, và người thấy khối lượng rất là thấp, nó cho thấy là chưa có việc thoát hàng ở những cái nhà đầu tư lớn. Người nên nắm giữ, mình cứ đặt một cái kỳ vọng đâu đó khoảng 22 đến 22.5 thôi. Đây anh Quân Hồng Đặng có hỏi về cổ phiếu FPT. Thì FPT anh Du cũng đã trao đổi ở trong buổi sáng ngày hôm nay.
Buổi đầu phiên ạ, thì cổ phiếu FPT phiên nay giao dịch khá là tích cực, khi cổ phiếu đã vượt qua cái mục đỉnh ngắn hạn với khối lượng giao dịch cũng tăng khá là mạnh. Do đó thì nếu mà anh đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Còn trong trường hợp mà mua mới ở cổ phiếu này thì có lẽ trong sang tuần tới, nếu cổ phiếu này có những cái phiên điều chỉnh về lại cái vùng quanh 97 thì chính là cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó mà cổ phiếu đã vượt trong phiên ngày hôm nay, thì anh có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu này. Thì đó là cái quan điểm của Linh cho câu hỏi và FPT của anh Đặng Hồng Quân ạ. Còn anh Tiến Hoàng có hỏi về cổ phiếu VRE, thì quan điểm của anh là ngành bán lẻ mở trở lại thì không biết là VRE sẽ, giá cổ phiếu VRE sẽ phản ứng như nào ạ? Giá đã phản ứng trong mấy tuần qua nó tăng nhẹ nhẹ rồi, nhưng mà nếu mà nhìn xu hướng thì nó vẫn là cổ phiếu sau xu hướng giảm, kể cả tính từ khi lên sàn thì nó vẫn là cổ phiếu mà khiến cho nhiều nhà đầu tư mất tiền đó, đúng không? Chúng ta nhìn từ khi lên sàn cổ phiếu này giảm nhiều hơn tăng. Nếu chúng ta đầu tư những cổ phiếu khác từ 2018 thì có rất nhiều cổ phiếu như Hòa Phát hay là Thế Giới Di Động hay là cổ phiếu ngành chứng khoán đã tăng 5 đến 7 lần rồi. Chúng ta đặt cái địa vị ở giống những nhà đầu tư VRE từ khi lên sàn giờ thì có lẽ là tương đối đắng, tại vì không những là không có lợi nhuận mà còn lỗ, trong khi nhiều nhà đầu tư khác nếu mà đầu tư và nắm giữ trong 3 năm qua kinh nhẫn thì đã có kết quả rất là tốt. Thì trạng thái này nó thực sự không thích hợp với trading lắm, tại vì nó vẫn là trạng thái càng ngày càng đi xuống, mặc dù nó có thể đang tạo những cái đáy trung hạn từ 2020 thì nó không bị phá, nhưng còn để triển vọng đi lên thì rất là khó. Thực ra cái việc mà mở cửa thì năm ngoái đến năm nay có nhiều lần chúng ta mở cửa giãn cách rồi, nhưng mà VRE nó cũng có những nhịp hồi phục, nó cũng không đủ mạnh cả. Nó chỉ có nhịp tăng tốt nhất là nhịp tháng 10, tháng 11 năm ngoái, thì cái nhịp này cổ phiếu nào cũng tăng mạnh thì lúc đấy cả thị trường nó nóng ấy, chứ không chỉ VRE. Còn nếu mà tính từ sau đoạn đấy đến nay thì cổ phiếu này kể cả những lần bỏ giãn cách đến giờ các nhịp tăng cũng rất là yếu ớt. Có lẽ cái lượng hàng những người kẹt trong nhiều năm qua cũng đang mệt mỏi, nhất là những người kẹt cả những kẹp ngắn hạn nữa, thì nhìn những cổ phiếu khác thì kiếm lợi nhuận, cổ phiếu này càng ngày càng đau đầu, càng đi xuống. Thì cái dung nghĩ là không nên chết định cổ phiếu như này, và kể cả nó có đi lên thì còn rất nhiều kháng cự. Chúng ta thấy là đi lên đầu tiên là kháng cự vùng 32, nhưng lên mạnh nữa kháng cự vùng 35, tức là cái kỳ vọng nó bị giới hạn trong đầu rất là nhiều, và cái cách lên nó rất là giằng co và mệt mỏi, thì tốt nhất là nên bỏ qua thôi. Cổ phiếu thì trên thị trường đang rất nhiều cơ hội nhìn nó sáng hơn. Cơ hội này thì trừ khi hết nạc và biến xương thôi, thì sẽ phải cân nhắc sau, nếu mà sau này tiền nó vào mạnh và nó có những cái chuyển biến về mặt cơ bản. Còn kẻ mở cửa thì để thu hút lại người dân quay lại trung tâm thương mại, và thứ hai cái mức độ chi tiêu ấy, thì cá nhân tôi nghĩ nó rất khó để quay lại cái mặt bằng như 2020 trước khi dịch trở về trước, tại vì bây giờ cái thu nhập người dân nó cũng bị ảnh hưởng. Thứ hai là cái tâm lý dự phòng rủi ro nó cũng khiến người ta chi tiêu ít đi. Thứ ba là cái tâm lý sợ lây lan dịch, thành ra là người ta vẫn hạn chế đến trung tâm thương mại thôi, cái việc gì cần lắm người ta mới đến thôi. Nên cái triển vọng của ngành so với trước 2020, thời điểm này so với trước 2020 khi mà diễn ra Covid thì rõ ràng nó xấu rất là nhiều. Và có tốt lên là tốt so với lại lúc xấu quá thôi. Còn thực ra để tốt mà để tăng trưởng thì anh cũng nghĩ là còn rất nhiều thời gian. Còn rất nhiều cái biến số phía trước về cái việc mà khi nào mà tiêm được hai mũi và mở cửa nền kinh tế thực sự. Thì anh cũng nghĩ là đây không phải cái cơ hội chết đinh nữa. Còn nếu đầu tư thì anh chị nên đọc báo cáo phân tích của bên research để mình tìm những cái luận điểm nó hợp lý hơn. Còn để chết định những cái dù thì không chọn được này. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du ạ. Ở đây có anh chị có hỏi về cổ phiếu KSB và DHA. Thì đây là hai cổ phiếu mà cũng được hưởng lợi từ cái làn sóng kỳ vọng vào đầu tư công. Trong đó KSB cũng đã vượt cái đỉnh ngắn hạn trước đó. Và hai phiên gần đây thì cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại. Cái đỉnh trước đó đã vượt. Do đó trường hợp này đối với KSB thì trạng thái khá là tích cực, anh có thể tiếp tục nắm giữ. Còn trong chiều mua thì mình sẽ quan sát thêm ở cái vùng giá đâu đó quanh 35-35.5, cái vùng mà gần cái mục đích trước đó, xem cái giá cổ phiếu trong tuần tới nó phản ứng như thế nào ở vùng giá này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua. Còn DHA thì khối lượng có cái đỉnh dài hạn ở vùng 2017, vùng 38, nếu sau này nó vượt qua thì những cái triển vọng giá dài hạn nó sẽ tích cực. Còn hiện tại nó đang sát cái đỉnh đấy, chúng ta tâm lý người sẽ thận trọng. Thì mua mới, ngay cả mua mới tuần tới thì cũng biết hạn chế không? Tại vì nó rất sát cái đỉnh từ 2017 và cái đỉnh hệ đỉnh lớn ấy. Thì nếu sau này nó vượt qua thì sẽ nhìn cái triển vọng thì nó sẽ khác đi, thì lúc đấy mình sẽ cân nhắc mua breakout hoặc là nó breakout nó điều chỉnh. Nếu nó vượt 38 mà nó có những nhịp điều chỉnh, sau đấy mua với cái tầm nhìn nó khác hơn.
Còn nếu mà nhìn từ tháng 7 thì nó tăng tương đối nóng và nó sát cái đỉnh lớn thì nên thận trọng. Và nếu mà có thì các anh Dung nghĩ là nên quan sát ở cái vùng 38 nó tiến vào đấy nó như nào. Nếu mà nó xuất hiện những phiên nến đỏ khối lượng lớn thì mình nên chốt thôi, chứ đừng nên mạo hiểm phiếu này nữa trong ngắn hạn. Nhưng mà nhìn triển vọng ngắn hay trung hạn nó vẫn là tích cực, nhưng nếu mà sau này nó vượt cái đỉnh 38 thì cái triển vọng chung và dài hạn nó sẽ mở ra cái góc nhìn nó tích cực hơn nữa. Của DHA thì nó tương tự thôi, nhưng mà người thấy là nó cũng làm cái trạng thái hồi phục thôi. Nó giảm từ đầu 2021 đến giờ rất là mệt mỏi, thì tháng 3 đến tận tháng 7 đã giảm 4 tháng và nó hồi về lại cái chỗ nó đã giảm. Thứ này nếu mà nó tích lũy thời gian nó tiếp tục break out lên, nó vượt 50 đi liên tiếp thì có thể cân nhắc được. Nhưng cái thanh khoản nó thì cũng rất là nhỏ. Đây cổ phiếu cũng thuộc dạng cơ bản, cô đặc và phù hợp với những ai nắm giữ thôi. Nó tăng giá trong nhiều năm qua rất là tốt nhờ những cái mỏ đá của DHA có lợi thế, thì nó phù hợp với những ai mà thiên về hướng đầu tư được chứ đinh thì hơi khó, vì thanh khoản nó thấp với chút nghìn phiên thôi, và cái diễn biến nó những lúc cũng rất là phức tạp. Cái cá nhân Dung thì không có quan điểm gì của này. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây anh Quốc Thanh Nguyễn có hỏi về cổ phiếu QNS và MSH ạ. Và MSN Masan ạ. QNS thì nó có một cái đỉnh từ khi mình biết đến giờ là cái đỉnh 55 ấy, rồi nó lên nó chạm mà nó bị dội lại, nó hơi cố vượt qua nó bị dội lại. Cổ phiếu này thì các bên phân tích thì vẫn định giá nó tương đối tích cực, tức là nhìn cái triển vọng ngành nó đã được hưởng lợi từ cái việc thiếu hụt ở trên trường quốc tế. Ngành hàng nó là ngành hàng thiết yếu, sữa, đậu nành với đường. Thì nếu mà nhìn diễn biến hai phiên nay thì tiền vào tốt nhưng mà giá này không bứt phá nhiều, nghĩa là phiên nay tiền vào đến kiểu rưỡi nhưng mà giá tăng 0.8%. Ta sẽ thấy là cái niềm tin về việc cái vượt cái vùng giá 500 này nó vẫn là còn thấp này. Là những người mà bị kẹt hàng từ ngày xưa hoặc là người mới kẹt ở vùng 500, có thể có những người kẹt hàng từ hồi nó IPO thì lên sàn nó tận giá đấy mà. Và có những thể là những người đang kẹt hàng từ mấy tuần trước đang bán ra, nó cho thấy là cái niềm tin vượt đỉnh chưa cao. Mình tốt nhất là mình đợi cái cú nó vượt 55 mà nó quyết liệt thì mua vào trong tuần tới. Còn nếu như nó không vượt được thì đừng mua vội, vì nó xác định những cái tắc của dù là không mua đâu. Nhất là nếu mình nhìn cái nhịp tăng vừa rồi nó tương đối nóng từ tháng 7 giờ, đúng không? Nó hoàn toàn có thể nó sẽ ưu tiếp nếu mà nó chạm đỉnh nó không vượt được. Thì nên đợi một cái cú vượt 55 nó rõ ràng thì mình mua phiên vượt đỉnh cũng được, hoặc là nhìn cái trạng thái mà nhiều lần nó chạm đỉnh nó dội lại, tốt nhất là nó vượt hẳn thì nó điều chỉnh lại, mua với cái tầm nhìn nó khác. Thì tôi nghĩ là không nên mua lúc này. Còn cổ phiếu nữa là Masan à? Masan thì triển vọng thì nó vẫn là tích cực thôi, nhưng mà nhìn vài tuần gần đây nó là sideways rồi. Và nhìn cái xác suất của đỉnh thì nó vẫn có, nhưng mà cái tôi nghĩ là tương đối thấp. Cái quá trình gần đây mình thấy nó tăng nó tương đối võng, mỗi lần nhịp tăng xong nó võng rất là mạnh, nó vượt xong nó chỉ tăng một chút thôi. Nên cái kỳ vọng nó không còn nhiều. Nếu mà có thì cái tôi nghĩ là nên quan sát tuần tới ở vùng 150 đến. Có thể nó sẽ break qua vì hiệu ứng đám đông như các lần trước, nhưng mà để kỳ vọng nó đi xa nữa mình nghĩ là xác suất là tương đối thấp, và thiên về hướng canh chút lời, mua mới thì không nên. Vâng ạ, do cái thời hạn của chương trình cũng có hạn thì Linh xin phép được trả lời một câu hỏi cuối cùng của một anh chị khách hàng ạ. Còn chờ những anh chị nào mà chưa được các chuyên gia trả lời trong phiên ngày hôm nay thì Linh vừa có để lại cái đường link ở trong phần chat, anh chị có thể để lại câu hỏi trong phần đó thì các chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư của VNDirect sẽ hỗ trợ trả lời giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Ở đây chị Nguyễn Thị Hiên có hỏi về cổ phiếu RE ạ. Anh Du có thể trao đổi một chút về cổ phiếu này không ạ? Cổ phiếu RE thì nhìn ngắn hay trung hạn thì đều tích cực cả. Cổ phiếu này trong nhiều năm qua thì vẫn là xu hướng chủ đạo là tăng giá thôi. Người thấy là trong nhiều năm qua thì nó vẫn là xu hướng chủ đạo tăng giá rồi lại sideways tăng giá. Kể cả những cái năm mà có giai đoạn nó sideways mất mấy năm thì thực ra nó vẫn là gọi là mô hình nền phẳng ấy, tức là nó tăng trưởng rồi lại đi ngang để nó đợi tăng trưởng nó tiếp tục cải thiện nó lại đi lên thôi. Nên là nếu mà xu hướng của nó trong 10 năm qua nó vẫn là xu hướng đi lên. Nếu nhìn từ 2011 đến giờ khi mà doanh nghiệp tái cơ cấu rất là mạnh mẽ thì hiện tại nó cũng chưa có cái kháng cự đủ mạnh đâu. Nó vẫn là một cái nhịp tăng chung ngắn hạn nó vẫn là tích cực, và trung hạn thì nó quá tích cực. Còn ngắn hạn nó vẫn là nhịp đi lên, nó có điều chỉnh vài phiên nay mọi người thấy là khối lượng rất là thấp thì các anh Dung nghĩ là nó cũng chưa phải áp lực chốt lời đâu. Thời gian tích lũy trong cái mô hình đợt vừa qua nó kéo dài đâu đó khoảng
6 tháng, trong đấy nó mới tăng giá, bước cao mô hình nó tăng giá đâu đó khoảng 2 tháng. Thì cái anh Dung nghĩ cái triển vọng của nó từ nay cuối năm nó vẫn còn tăng giá tiếp. Vì thường cái mô hình nền phẳng thì cái thời gian tích lũy thì nó bao lâu, thì cái quá trình tăng giá nó thường thì nó sẽ kéo dài bấy nhiêu. Và mình nhìn cái quá trình tích lũy của nó từ tháng 2 đến tận tháng 8 là 6 tháng, thì quá trình này nó sẽ kéo dài đâu đó đến 1 tháng 2 năm sau. Tức là cổ phiếu này nó sẽ vẫn còn xu hướng tăng tiếp, chẳng qua nó sẽ trên đường đi nó sẽ có nhiều lần dịch ra. Giá Dung nghĩ là những cái mốc cao hơn như 75, 80 thì như ghi hoàn toàn có thể đạt được. Nếu mà xét về mặt cơ bản thì nó xứng đáng đi lên tiếp. Mình tin là cổ phiếu này sẽ đi lên rồi này và tiếp tục nắm giữ được. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Câu hỏi cuối cùng của chị Lý Thị Quỳnh Trang về cổ phiếu Massanr. Cổ phiếu này vừa rồi cũng tăng khá là tốt trong một vài phiên gần đây. Anh Du có trao đổi gì về cổ phiếu này không ạ? Cổ phiếu này thì thực ra nó cũng không phù hợp cho đầu tư lắm đâu, tại vì kết quả kinh doanh thì nó cũng chưa có gì trong nhiều năm qua. À, chết đinh thì cũng tương đối khó đấy, tại vì cổ phiếu này ở upcom mà người thấy là cái sóng tăng nó rất là phũ, tăng rất là nhanh và xuống rất là sốc, các cú nó rất là nhanh và ngắn. Thì đợt này thì nếu mà nhìn diễn biến của mấy phiên gần đây thì có vẻ nó đang muốn cố để vượt cái vùng đỉnh 26 này. Thì trong tuần tới nếu mà các diễn biến mà nó vượt đỉnh 26 này thì nó sẽ đáng quan tâm hơn, tại vì vượt 26 thì nó sẽ không còn cái đỉnh nào phía trước, tức là nó vượt cái đỉnh mà đè nén nó từ 2016 rồi, 5 năm rồi. Thì nếu vượt đỉnh thì cái triển vọng sẽ mở ra, và tốt nhất là những cổ phiếu sàn upcom mà nó biến động thất thường này thì nên đợi nó bứt hẳn thì mình mua khi nó điều chỉnh test thôi. Ví dụ như trong tuần tới mà nó có những phiên mà vượt hẳn cái đỉnh 26 này, quyết liệt, đóng nến xanh, khối lượng tốt ấy, thì nên đợi những phiên sau điều chỉnh thì có thể cân nhắc mua với một triển vọng nó mới. Còn hiện tại nó đang ở sát đỉnh thì không nên mua, nó quá sát đỉnh và cái rủi ro người thấy là những cái lần nó dội xuống rất là mạnh. Nên tốt nhất là đợi tuần tới nếu mà nó vượt 26 thì mua ở phiên sau, ở những phiên vượt đỉnh này nó điều chỉnh thì mua, còn không nên mua kể cả những phiên cuối cao nó sẽ rủi ro. Và mua hiện tại thì nó tương đối rủi ro rồi. Và nhất là cổ phiếu này nó cũng tăng được các bộ phiên khối lượng mạnh, nhưng phiên này khối lượng nó lại co lại và nó không có khối lượng, trạng thái tâm lý nó giằng co khó để quyết định, thì nên đợi. Cá nhân Du thì nghĩ cổ phiếu này khi nó vượt 26 thì nó sẽ là một cái câu chuyện có thể cân nhắc được, tại vì lúc đấy thì nó sẽ không có cái cản phía trước, thì mình mua một cái tầm nhìn nó khoáng đạt hơn và chấp nhận rủi ro thì là 50%. Còn hiện tại thì mua khi nó sát đỉnh thì trong 5 năm qua nó đã nhiều lần đến chạm giá 26 nó lại dội lại, cái cú nó rất là sốc như này, không nên mua ở cái vùng này. Nếu có thì nên đấy, cũng nên, nếu mà chị đang có chị nên quan sát ở vùng 26 tuần sau. Trong trường hợp mà nó tiếp tục là có một cái tuần mà không thể vượt được giá 26, nhiều lần chạm lên và dội xuống và nó xuất hiện những phiên cực lớn thì chắc là cho an toàn. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du. Cảm ơn anh đã những cái trao đổi của anh trong phiên ngày hôm nay, và cảm ơn anh những đồng hành chương trình ạ. Cảm ơn các anh chị khách hàng đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình tuần sau ạ. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.